Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Hoan. Và hôm nay mình sẽ chơi gây xa và tập đát cho các bạn cùng xem. Đát. Nói chung là chơi gây xa thì khắc chế nó là cách các bạn phải ấn vào cái mặt của gây xa, ấn liên tục các bạn ơi, và làm cho gây xa cho người chơi Hunter cảm giác giống y như là mình đang bị khựng lại một cái gì đó. Và đôi khi thì họ vô tình, họ tức quá, họ bấm đát thì họ sẽ bị cái nút anti của mình, và đôi khi họ sẽ bị dựng lại. Rất là khó chịu luôn. Truy đuổi survival mà bị anti đát rất là bực mình luôn đấy. Và có một điểm lưu ý, đó chính là dạng người sẽ đi nhanh hơn dạng quỷ. Cho nên là các bạn xác định rõ khi nào các bạn đát thì các bạn hãy đát, và không đát thì thôi, để dạng người đi cho nó nhanh. Đó, chúng ta gặp ai đây? Vừa mới vào. À, bé Dancer, cái bộ đồ màu đen. Đấy, ui giời ơi, thấy chưa? Đát dơ đấy. Mình đang lên nhánh 36 nha mọi người. Và cầm cái dịch chuyển cho nó sướng. Đây đây, mình bay cho bạn xem này. Đó, ép góc, ép người vào trong cái tường. Và xoay cam tìm cái mặt nạ đỏ, bấm qua liền. Cái tích tắc này nó chỉ trong vòng khoảng 1-2 giây gì thôi, cho nên các bạn về nhanh tay nhé. Nó đi đâu rồi? Ui dồi, còn quay lại đánh mình một cái mới vừa lòng nó đấy chứ. Thật là hỗn xược. Hỗn xược. Mình cứ nghĩ chạy luôn, không ngờ phải đi ngược lại đánh mình một cái mới vừa lòng. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn ấy vừa lòng luôn. Ý giời ơi. Ui, mình đánh giờ dễ sợ luôn ấy. Mỹ Nghiệp đứng đây. Ôi, Mỹ Nghiệp đứng nãy giờ được hai sọ, thơm bơ vãi. Này này này, đó. Ép sát người vào tường và chờ cái mắt đỏ nha các bạn. Xoay cam kiếm cái mặt đỏ và các bạn sẽ bấm nút đát cho nó nhanh. Đây rồi, đây rồi. Mừng quá. Tự nhiên giật sọ mình, đỡ phải lau kiếm. Lên ghế ngồi. Wow, một máy ăn hai mạng. Quá thơm. Cô bé thứ hai. Mờ lèm các bạn ơi. Lính thuê kìa. Bình tĩnh giữ phong độ nha. Kiểu gì cũng phải hít sọ của con Mỹ Nghiệp này. Úi dồi ôi, biết ngay. Không kịp làm gì luôn á má. Cái con này. Bắn sọ. Bắn, ui, lại hụt. Này, anti-dash. Wow. Giờ đi, xem ai cứu bạn nữa. À, thấy bóng Dancer nha. À không phải, lính thuê. Thơm. Đây, đây. Rồi, thôi xong. Bạn nghĩ cứu được mỹ nhân không? Đó. Sử dụng dịch chuyển để cam ghế cũng khá là lợi khi mà chúng ta rời xa cái ghế nha các bạn ơi. Đánh hù thôi. Mình đang ngụy biện đó mọi người. Đánh dơ. Trời ơi, không cần phải trình bày cũng nhìn là biết đánh dơ rồi. Xem có ai không, À, cái máy gần đây nổ. Có khách tới. Bartender ra đây. Úi xồi ôi. Trời ơi, đát quá đẹp luôn mọi người. Đát đẹp quá. Ám ảnh kinh hoàng rồi. Không. Không. Không được cứu, đúng rồi. Không được cứu. Nằm ngoan đấy. Dancer không có ở gần đây. Đi đâu rồi đấy?
Gây xa các bạn có thể lên nhánh 12 cũng được, nhưng mà cái trận đấu này, cái map này nó khá là ít cửa sổ cho nên là mình không cần lên. Với lại gây xa có thể đát xuyên được cửa sổ mà, cho nên là mình nghĩ cái map rộng như thế này cũng không cần lên lắm. Thường thường những cái map rộng mình toàn là lên 36 để ứng biến kịp thời với giai đoạn cuối game hơn. Đã có người cứu lính thuê rồi. Mình giả vờ AFK xem là bạn ấy sẽ làm gì. Để xem. Vẫn còn ngập ngừng. À cứu rồi. Vẫn biết sợ nhưng mà cứu thì vẫn phải cứu thôi. Nhưng mà bạn này hình như AFK rồi. Không có thấy chạy bờ chạy nhảy gì cả. Hello. It's me. Thôi đừng cứu bartender nữa. AFK rồi. Ôi bạn này dễ thương chưa này. Không thèm chạy luôn. Biết chắc chắn là sẽ bị gục rồi nhưng không thèm chạy luôn. Rồi ngồi im đi. Cắm cái mắt để chừng khảo sát tình hình. Ở miền Bắc mình thấy nghe mấy anh chị ngoài đấy nghe vẫn còn lạnh, nhưng mà sao ở trong đây. Ê ôi nắng 39 độ mọi người ơi, nóng kinh khủng luôn ấy. Buổi sáng trời rất là dễ chịu cho đến khi mà buổi tối thì buổi trưa tầm từ 12 giờ rưỡi đổ về đến 5 giờ chiều. Nắng cực kỳ nắng. Đến nỗi mà mình ngồi hai cái quạt mà gió nóng á mọi người, nó thổi với quạt nó phà vào trời. Đúng ám ảnh luôn ấy. Giờ ước gì trời nó se lạnh một chút, hoặc là mùa mưa tới đi cho nó mát. Giờ giai đoạn đang ở nhà mà đâu có đi học đâu. Thèm mưa vãi ra. Nhưng mà chắc phải 1 tháng, 2 tháng mới mưa. Bởi vì trong trong miền Nam nó có hai mùa thôi. Một là mùa mưa, còn hai là mùa khô. Cũng chuẩn bị đến mùa sầu riêng rồi. Mờ lèm các bạn ơi. Ngon. Mình biết là có nhiều bạn không ăn được sầu riêng bởi vì nghe đâu là nó thối hôi hôi đúng không? Nghe đâu thối hôi hôi. Nhưng mà nó rất là ngon các bạn ơi. Một trái đối với mình ăn nó rất là bình thường. Ấy, mắt rung này, thấy rồi nha, thanh niên nha. Mình sẽ cho bà này ăn sầu riêng. Sầu riêng. Trời ơi. Dễ sợ thật ấy. Muốn đánh ván mình à. Mờ lèm. 1 tháng nữa đến mùa sầu riêng rồi. Mình sẽ tha cho bạn lính thuê. Mà đánh đã. Không mất công đánh cho gây dancer lên ghế đâu. Mất công bạn này bạn cứu nữa lại dí mệt. Nhìn lính thuê rất là dễ thương nhá. Dễ thương thiệt sự luôn đấy. Đây mình xách bóng là hầm. Hầm ngay đây luôn. Cho các bạn dancer nằm nữa. Nãy đập ván mình. Sướng nhá. Thương dễ sợ luôn đấy. Người xa sắp có skin S trong cầu mới rồi. Mờ lèm các bạn ơi. Thứ 5 tuần này là Trung Quốc sẽ bắt đầu đập cầu. Và sang tuần sau là đến phiên bản quốc tế. Cũng như là Việt Nam mình đó. Skin tím thì đó chính là nhân vật Gu Chang. Và nhân vật Norton. Kẻ đào vàng. Trời ơi. Gu Chang thì cá nhân mình thấy ở dạng đen nó đẹp hơn dạng trắng ha. Tự nhiên có mấy cái xăm trổ lên trên cái mặt nhìn không được đẹp lắm. Thấy mấy cái banner. Cái xa thì không phải bàn rồi. Dạng người cực kỳ xinh. Trời ơi bà gây xa bà dãy ruộng. Nhảy đi má. Dễ thương ghê luôn. Ok và có lẽ là clip gây xa của mình sẽ kết thúc ở đây. Và mong các bạn sẽ ủng hộ channel của mình hơn nhiều hơn.
để cho mình có động lực phát triển kênh cho các bạn cùng xem những ngày giải trí. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.